Hello, em đã quay lại với clip của mình nha. Ok, thì chúc mọi người có một buổi tối tốt lành này. Thì hiện tại mình đang ở trên cái con IC phổ nha mọi người. Và hôm nay thì như tôi điểm mình sẽ làm clip test nhân phẩm mọi người. Và đợi một tí thì các em mình sẽ cho đi tí nha mọi người, cho đi nhận quà điểm danh các kiểu ra. Ok. Hoạt động này thì hôm nay là ngày thứ ba của chuỗi sự kiện cùng ở bên đây mọi người. Ngày năm nữa là nhận được cái thân của cái sách hiệp khách giang hồ này mọi người, khá là xịn sò. Là full set được cam. Còn dưới đây nhiều điểm danh full nữa ta. Đúng rồi, xong rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm clip test nhân phẩm nha mọi người. Và hôm nay mình sẽ lấy cái vũ khí gạt cao su cho cái con xe bên đây mọi người. Ở bên đây thì hiện tại mình vẫn chưa có lấy cái vũ khí này. Gạt cao su. Và hiện tại thì nó đang giảm giá này. Còn 425 kim cương. Một giá gốc là 500 kim cương. Và một tí sau các em mình sẽ test luôn cái hồn rương vũ khí tháng tự nha mọi người. Thì mình sẽ đổi ở trong đây nè. Trong số điểm danh thì hiện tại đang có một ca hay su nè. Nó tích lũy khá là lâu rồi đó. Ok, thì đầu tiên mình sẽ test cái này đã nha mọi người. Cái mỗi giờ nó đang giảm giá thẻ đang thi đấu mọi người, mình mua luôn. Với lại mình hiện tại mình đang tích mấy cái rương này nè. Mình đợi tí nha. Rồi, ok xong. Thì giờ mình sẽ test cái quà rương tình yêu này trước nha mọi người. Thì năm nay nó có cái vũ khí gạt cao su này. Khá là xịn sò đúng không? Thì bây giờ mình sẽ test xem là ở bên đây thì nó sẽ tốn đâu đó là bao nhiêu hồn để mà ra cái vũ khí gạt cao su nha mọi người. Đây thì nó cũng có rương vũ khí bóng tối này. Thì hôm nào mình đánh mình sẽ test cái này sau mọi người. Còn hôm nay mình sẽ lấy gạt cao su nữa nha mọi người. Thì mình sẽ mở một lần 5 hộp đi nha. Đó, 5 phát đầu tiên không ra thì 5 phát tiếp theo. 4 cái này đúng không? Lỡ mua 6 hộp đâu rồi, lố tay. Ok, thì mình sẽ mở 5 hộp nha mọi người. Đây. Đó, 5 hộp đầu tiên, xem ra nổi cái vũ khí gà cao su đây không này. Rồi xong, để luôn. Để phát đầu tiên ra luôn này. Ôi trời, khá là dết luôn á. Đây, gà cao su của chúng ta này. Quá xịn sao. Vậy mình còn thừa một hộp rồi. Quá xịn lắm đó mọi người. Ok. Bây giờ mình sẽ test. Bây giờ mình sẽ test cái dương vũ khí tương tự nha mọi người. Ra ngoài tí. Đây thì gà con số nó ra về cái khẩu vũ khí của mình này nè mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào trong cái cửa hàng lại để mà test cái dương vũ khí tương tự nha mọi người. Mình sẽ đổi bằng cái số điểm danh này. Số điểm danh thì ở bên đây nó cho đổi khá là nhiều vũ khí cũng như là ẩu hóa cam và túi cam rồi tại cho mọi người nhiều lắm. Rồi cái đưa vũ khí thứ tư nữa này, khá là nhiều luôn. Rồi bét các kiểu luôn. Ok, kim cương cũng có luôn này. Thì giờ mình sẽ mua cái này nha mọi người. Quà vũ khí ngẫu nhiên tháng tư. Thì hiện tại mình đang có một k 2 xu này, khá là nhiều đúng không? Thì mình sẽ mua một hộp thôi nha mọi người. Mình sẽ test một cái thôi. Còn để dành hôm sau mình sẽ test tiếp mọi người. Chỉ mở kiểu cứ hai hồn chả hiểu sao hôm bữa nó ra nguyên hai cái còn thỏ ấy là mọi người, thỏ căng rót á, cái vũ khí vô. Nó làm chán thiệt đi. Đây, mình sẽ mua một cái này, ok. Nè, mở nghĩ sao mà hồi mình mở hai hộp nó ra hai cái vũ khí này mọi người, sẽ giao hồi sinh. Ok, thì giờ mình sẽ test cái vũ khí thứ tư này nha mọi người. Mới mua trong shop sao, mới đổi bằng số điểm danh. Đâu mất tiêu rồi. Như cái đó phẩm chất tím đúng không ta? Hương mảnh này là vũ khí tình yêu mà. À đây. Ok, bên này mà em thấy luôn. Ủa mình có hai cái hả ta? Nãy đổi một cái trong số quy đổi với lại một cái lúc trước mình tính đó mọi người còn. Thì thôi ok, thì mình sẽ đổi luôn, mình sẽ mở luôn hai hộp nha mọi người. Nhưng mà mình sẽ không mở một lần hai hộp, mình mở hai một lần hai hộp bị một lần hơi đen thì giờ mình không mở như vậy nữa mọi người. Mình sẽ mở hai lần nha, hai lần mà mỗi lần là một hộp. Ok. Mình xem là có ra cái vũ khí nào mà lạ trong đây không, cũng như là cái vũ khí xịn trong đây không nha mọi người. Đây khá là nhiều vũ khí này. Cũng có khá nhiều vũ khí á. Nhưng mà có con nào mới thì các em test luôn rồi em xem luôn. Mình sẽ mở là một hộp nha mọi người. Ok, hộp đầu tiên nè. Từ khoan. Chạy lên, chậm lại xíu mọi người. Làm cái anh thumbnail. Ok, bây giờ sẽ mở đi. Hộp đầu tiên. Ok. (cười)
Thôi là trời, khóc luôn á trời ơi. Sao lại ra cái vũ khí này nữa ta? Sứ giả hồi sinh. Thì cái dở hay trời. Đây nè mọi người, trong cái clip test nhân phẩm lần trước đó, mình mở hai hộp nó ra hai cái vũ khí này không? Lần này vẫn còn ra lại cái vũ khí này nữa trời. Chắc nó bị gì rồi, lỗi game á ta. Nên bây giờ mở hộp nào nó nha vũ khí ra ta. Bây giờ này mà mở ra cái vũ khí này nữa thì mình cũng chịu luôn á trời. À, ok, hộp cuối cùng nha mọi người, mình mở luôn nè. Ôi, gà còn xuống. Này bị sao ta? Nay có ăn chúng gì không vậy trời? Sao kỳ vậy? Nghĩ sao vô cái gạo zone vừa mới test nhà phẩm luôn á trời. Đó, nãy vừa mới mở xong 5 hộp ra vũ khí gạo xu. Giờ mở cái hộp này vũ khí tháng 4 này cũng đang gạo xu nữa. Vì thế thì nãy mình test cái này trước đó ta. Mua chỉ cái hộp ở trong shop tái nhập phẩm. Rồi trời, bây giờ thành hai con gà đúng rồi. Trời ơi, chán game dữ trời. Nghe mọi người cho người xem nè. Hai con gà cao su. Rồi ba cái vũ khí sư giả hồi sinh. Nghĩ quá nghe, khóc luôn á trời. Buồn quá đi trời ơi là trời. Ok. Đó, thì test nó ra vậy thôi chứ giờ có review test vũ khí được gì nữa đâu mọi người. Vũ khí này rất là bang đó mọi người đúng không? Đó, vũ khí này mình có review bên kênh chính rồi. Vũ khí này thì 3 mục tiêu mọi người. Gà cao su thì bắn nhiều quá là quá trời luôn rồi. Ok, thì có lẽ clip mình đây thôi nha mọi người. Đó, thì anh em nào xem tới đây thì tiếp kéo xuống cho mình xin một like nha. Và nhớ để lại một comment dưới tìm kiếm dưới cũng như là góp ý gì đó. Và nếu nào đăng ký kênh thì cho mình xin một lần đăng ký kênh cho họ để không bỏ lỡ kiểu video mới nhất của mình nha. Ok, cảm ơn giờ thì có lẽ là hẹn anh em vào clip tiếp theo thôi. Bye bye mọi người nha.